thị, đất chật người đông, ồn ào, khói bụi, ô nhiễm, kẹt xe khiến bạn khao khát sở hữu một chốn đi về bình yên. Giữa Sài Gòn xô bồ ngột ngạt, bạn thường mơ đến Đà Lạt yên bình, tĩnh lặng hay Phan Thiết bao la sóng biển, thế nhưng lại không thể đi về mỗi ngày. Và giấc mơ xa xỉ về một chốn an cư yên bình gần thành phố nhưng vẫn đẳng cấp tiện nghi có thể được thực hiện hóa tại Burn Riverside, đô thị xanh tiêu chuẩn Resort, một nơi đáng sống, xứng tầm cho cộng đồng thượng lưu chuẩn mực. Burn Riverside tọa lạc tại đô thị Trảng Bom, liền kề thành phố Biên Hòa và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ di chuyển. Kết nối trực tiếp quốc lộ 1 đến thành phố Biên Hòa, dễ dàng kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, sân bay quốc tế Long Thành và liên kề khu công nghệ cao hiện hữu quy mô lớn nhất Đông Nam Bộ. Với vị thế đắc địa, Burn Riverside vừa đủ gần để bước chân xuống phố, vừa đủ cách biệt để cư dân hưởng thụ sự yên bình. Nơi đây hội tụ không gian xanh hiếm có, vượng khí, sinh tài lộc thông qua các yếu tố nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, ngũ cận điền. Burn Riverside kiến tạo một nơi an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng, đầu tư sinh lời hấp dẫn, mang lại cuộc sống bình yên, đẳng cấp, hòa mình với thiên nhiên cho mọi chủ nhân. Không chỉ mang đến môi trường sống hoàn hảo, Burn Riverside còn hội tụ đầy đủ các dịch vụ và hơn 40 tiện ích nội khu hiện đại mang đẳng cấp resort như nhà hàng, bar, cà phê, hồ bơi, hệ thống hồ cảnh quan, thác nước. Đặc biệt, cư dân có thể thỏa sức mua sắm, thưởng thức ẩm thực, xem phim tại khu thương mại dịch vụ đẳng cấp. Cùng tất cả các dịch vụ tiêu chuẩn resort có sẵn, đồng thời thoải mái sử dụng membership card tiện lợi và nhiều ưu đãi hấp dẫn với các loại hình dịch vụ đa dạng. Mỗi sáng sớm, cư dân có thể tập yoga giữa hoa cỏ, đi bộ, đạp xe quanh hồ, bơi giữa hồ bơi xanh mát hay trải nghiệm câu cá, đánh gốc mỗi dịp cuối tuần. Gia chủ có thể thiết kế cho mỗi gia đình những vườn rau sạch bằng cách tự trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến các món ăn mà gia đình yêu thích. Trong không gian thoáng đãng của Burn Riverside, bạn có thể tổ chức những bữa tiệc BBQ, thưởng ngoạn cảnh sắc thơ mộng bên sông với đặc sản tươi ngon, thưởng ngoạn trà chiều, ngắm hoàng hôn tại lầu vọng cảnh. Từ Burn Riverside, cư dân còn dễ dàng kết nối với trường học, bệnh viện, đảm bảo một môi trường giáo dục và hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Burn Riverside có quy mô 118 ha, gồm hơn 1.000 biệt thự ven sông có diện tích 450 m² và nhà liên kế có diện tích 100 m², được xây dựng theo mô hình khu đô thị biệt lập, an ninh khép kín, kết hợp với hạ tầng của khu resort xanh. Đặc biệt, Burn Riverside sở hữu vị trí phong thủy đẹp khi 90% các căn biệt thự đều có view sông, view hồ, thế non nước hữu tình, trời đất giao hòa, là nơi vượng khí sinh tài lộc theo phong thủy. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, Burn Riverside còn là chốn đầu tư sinh lời hấp dẫn khi nằm trong vùng có quần thể các khu đô thị phát triển sầm uất. Đặc biệt, dự án nằm liền kề khu công nghệ cao Giang Điền có quy mô hàng đầu của tỉnh Đồng Nai, nơi hàng triệu lao động cũng như các chuyên gia hội tụ về đây sinh sống và làm việc. Burn Riverside là bản hòa ca cuộc sống xanh, sang trọng của